À, Tô Hoàng Nam, em có mua một mảnh đất ở Quảng Nam nhưng giờ chủ đầu tư chưa ra sổ và em biết được dự án đó chủ đầu tư chưa đóng một tiền thuế nào cho nhà nước, vậy thì em phải làm sao? Thì đây là cũng là một trong những cái vấn đề rất nhiều người gặp phải trong quá trình mua bán bất động sản, đặc biệt là mua bất động sản hình thành trong tương lai. Bất động sản hình thành trong tương lai. Thế thì bây giờ chúng ta cần phải xem xét lại cái hợp đồng mua bán chuyển nhượng với lại chủ đầu tư. Thì thông thường đối với những cái dự án như thế này thì sẽ được thực hiện bởi một số các loại hợp đồng, có thể đó là hợp đồng nguyên tắc hoặc hợp đồng góp vốn hoặc là hợp đồng cho vay hoặc là một cái loại hợp đồng nào đó, do là các chủ đầu tư chưa đủ các cái điều kiện để làm thủ tục hợp đồng mua bán hoặc là hợp đồng chuyển nhượng. Đấy. Nên là chủ đầu tư người ta sẽ lách luật, người ta sẽ làm ở dạng hình thức huy động vốn, hợp đồng nguyên tắc là nguyên tắc thỏa thuận giữa hai bên cho cái việc giao dịch mua bất động sản đó. Hợp đồng góp vốn là người mua góp vốn để cho chủ đầu tư xây dựng cái dự án đó, và cũng đấy cũng là cách để chủ đầu tư có thể huy động được tiền. Đúng không? Hợp đồng cho vay là cái người mua để cho chủ đầu tư vay cái tài sản đó, giống như kiểu là thế chấp cái tài sản đó, nhưng nó sẽ có rất nhiều các vấn đề, các nội dung ở trong các loại hợp đồng này. Nếu như chúng ta không có kiến thức, kinh nghiệm để quản trị những rủi ro khi chúng ta thực hiện các loại hợp đồng này thì khẳng định luôn là chúng ta sẽ bị gài với rất nhiều các cái ngôn từ, rất nhiều những cái từ ngữ mà khiến cho chúng ta là những người mua phải gì ạ, há miệng mắc quai. Nó nghĩa là chúng ta phải đi theo cái hợp đồng đấy, hoặc là chúng ta bỏ, hoặc là chúng ta gì ạ, phải đi theo chờ đợi và chờ đợi. Đấy. Thế chưa? Thế nếu như mà chúng ta biết được các thông tin này, mà hợp đồng của chúng ta làm việc với các chủ đầu tư nó có những cái thông tin, có những cái ngôn từ mà bảo vệ cho chúng ta, thì chúng ta hoàn toàn có thể kiện các chủ đầu tư này. Đấy. Nếu như chúng ta không đủ các điều kiện, các thông tin để chúng ta kiện lại các chủ đầu tư thì tốt nhất là nên nhẹ nhàng để xin lại tiền. Đấy, đấy không? Nhẹ nhàng xin lại tiền để mà có thể đi đầu tư chỗ khác. Còn nếu như thấy được là dự án có tiềm năng, chủ đầu tư có thể có tiềm năng thực hiện dự án, tuy nhiên họ đang gặp phải khó khăn gì đó, thì hãy nói chuyện với họ xem được họ cần giải quyết như thế nào để có thể thực hiện được dự án, thì lúc này chúng ta có thể đầu tư tiếp. Nhưng mà theo tôi, những cái dự án nho nhỏ kiểu như thế này thì cũng sẽ rất là lâu mới có thể có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chúng ta. Tốt nhất là chúng ta nên xem xét rút vốn hoặc là rút để chúng ta đầu tư vào những chỗ khác thì tốt hơn, đúng không ạ? Cảm ơn Tô Hoàng Nam. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng Phạm Văn Nam. Để không bị bỏ lỡ những video mới, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể bấm xem các video tiếp theo ở bên tay trái, bên tay phải. Bên dưới phần mô tả video này, tôi có để rất nhiều quà tặng dành cho bạn. Hãy nhận nó nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.